Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình là Love Your Why đây. Thì ngày hôm nay mình lại phải ra một cái video này đấy anh em ạ. Vì là Nexon lại có thêm một cái sự kiện mới, cũng như là thay đổi cái hoạt động bảo trì. Thì như những thông báo trước đây, cũng như là mình cũng đã thông báo với anh em ở clip ngay lúc trưa nay, là ngày mai Nexon không bảo trì. Thì ngược lại là ngay lúc chiều thì Nexon lại ra thông báo là sẽ có một bản bảo trì để phục vụ cho big update vào tuần sau anh em ạ. Thì cũng 99% là sẽ big update ở tuần sau rồi, đã có xác nhận. Tuần này thì sẽ bảo trì từ 5 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng nha anh em. Anh em nhớ cái mốc thời gian 5 giờ sáng đến 8 giờ 30 sáng giúp mình. Và nhân đây thì cũng gửi lời xin lỗi đến anh em. Nhưng mà cũng một phần là do Nexon quay xe, và anh em nào đang có phôi thì xả đi, không là ngày mai sẽ mình nghĩ là khả năng sẽ fix lại cái mấy cái phôi da ảo như mọi lần anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái sự kiện mà Nexon đã đăng lên ở buổi chiều nay. Thì sự kiện cũng khá là ngon dành cho anh em. Sự kiện này chính là cái sự kiện tiếp nối của dự đoán kết quả vòng loại thứ 3 World Cup, nơi có sự tham gia của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Sự kiện thì sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 10 là ngày mai lúc 9 giờ đến hết ngày 17 tháng 10 nha anh em. Nhưng mà cái thời gian để anh em cày thì chỉ có một tuần thôi, là từ 9 giờ sáng mai đến hết ngày thứ tư tuần sau. Mình nhắc lại nha, thời gian cày là chỉ có một tuần, bao gồm 7 ngày, bắt đầu từ 9 giờ sáng mai đến hết thứ tư tuần sau. Và Nexon sẽ cho anh em thêm khoảng 4 ngày, tức là ngày từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10, để trong khoảng thời gian đó anh em có thể đổi thêm các phần thưởng khác. Cái này thì có thể là cho anh em ta thời gian cân nhắc đấy. Những anh em nào đã từng chơi sự kiện dự đoán trước đây thì chắc là sẽ không xa lạ gì với sự kiện này. Nhưng mà nếu anh em nào chưa từng chơi thì cũng có thể xem hết cái video của mình, thì mình cũng sẽ nói luôn cách thức tham gia, cũng như là anh em cần phải làm gì mỗi ngày để nhận được full số vé, cũng như là để đổi quà một cách hợp lý nhất. Hiện tại thì phần quà free mà Nexon đã cho ấy, thì ở mốc cao nhất được đổi một lần anh em sẽ nhận một gói MVP Ultimate OVR từ 111 đến 112. Phần quà rất là lớn phải không anh em? Chỉ trong một tuần mà anh em đã có thể nhận được gói cầu thủ OVR 111 đến 112. Cơ hội mở ra những Rio hay là Sebastian Schweinsteiger, Alan Shearer, JJ Okocha hay là Eric Larson. Ngoài ra thì nếu anh em nào có điều kiện mua FV, hay là anh em có thừa FV thì anh em cũng có thể dùng để cho cái sự kiện này. Số vé anh em nhận được sẽ được tăng gấp đôi. Đấy, thì cái thời gian mua ghế ủng hộ này bắt đầu từ ngày 12 tháng 10. Nói chung là mình cũng không dám nói là anh em nên mua hay không, nhưng mà cái sự kiện này cũng có rất nhiều tài nguyên, bao gồm skin bot hay là các loại thẻ khác. Những anh em nào có điều kiện đấy thì nên chơi, còn những anh em nào cày chay thì bỏ qua đi anh em ạ. Vì tuần sau cũng là mở pass mới rồi, và tuần sau cũng là big update với rất nhiều các sự kiện khác nữa, nên là nếu mà anh em có hạn chế số FV thì từ từ lại. Cách chơi sự kiện này thì rất đơn giản, có 7 ngày để anh em cày. Thì anh em login đủ 7 ngày cho mình nha. Và mỗi ngày khi anh em login vào thì anh em thi đấu cho mình một trận. Đấy, anh em nhớ lại là nhiệm vụ mỗi ngày chỉ cần login vào và thi đấu một trận. Nói chung là nó cũng không nặng nhọc gì cả. Tốn khoảng một tuần thì anh em sẽ nhận được free cái gói cầu thủ MVP Ultimate từ 111 đến 112. Mình nghĩ sự kiện này ngon. Mỗi ngày anh em cày được 2 vé, đúng không? Thi đấu một trận là được 1 vé này, rồi thì login là được 1 vé, là được 2 vé. Những ngày mà đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thi đấu thì anh em được x2 số vé lên. Mình sẽ tính cho anh em trong một tuần cày sự kiện anh em sẽ nhận được 2 x 5. Cái 5 ngày này là 5 ngày bình thường đấy, cộng 2 x 4. Cái 2 ngày nhân 4 này là 2 ngày được x2 anh em ạ. Thì tổng cộng anh em sẽ nhận được 18 vé nha. Full sự kiện anh em cày chay sẽ nhận được 18 vé, còn anh em nạp FV vào thì được 36 vé. Cái này thì cũng không cần phải bàn nhiều. 18 vé này thì anh em sẽ dùng để đổi các phần quà, và anh em sẽ xem phần quà giá trị nhất nó là như thế nào. Phần quà giá trị nhất sẽ là một gói cầu thủ MVP Ultimate chỉ số OVR 111 đến 112, nơi mà anh em có cơ hội rất lớn mở ra các icon đình đám mình đã nói lúc đầu video này, và skin bot nữa. Nhiều anh em thắc mắc là để mở cái gói cầu thủ free này chỉ tốn có 6 vé thôi, còn lại 12 vé để làm gì? Thì 12 vé này chúng ta sẽ cùng chờ kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc và Syria, cũng như là Hàn Quốc và Iran nha. Nếu đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thắng thì anh em sẽ có cơ hội nhận được thêm những phần quà giá trị hơn. Đấy, mình nhắc lại.
là nếu đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thắng thì anh em sẽ có cơ hội nhận được những phần quà giá trị hơn rất là nhiều, mà chính là cái gói cầu thủ huyền thoại MVP Autumn mà mình đã nói đấy. Cái gói này thì khác với gói cầu thủ OVR 111 đến 112 nha. 111 đến 112 thì chỉ có xác suất mở ra icon thôi, còn gói huyền thoại, nhà phát hành xác định luôn là gói huyền thoại thì anh em chắc chắn sẽ mở ra huyền thoại, với điều kiện là đội tuyển quốc gia Hàn Quốc phải thắng trận ở vòng loại World Cup thứ 3 này. Như anh em đã biết là vừa rồi còn 12 vé đúng không anh em? Thì khi mà đội tuyển quốc gia Hàn Quốc thắng thì anh em sẽ có thể dùng 6 vé để đổi gói cầu thủ Icon MVP Autumn từ 111 đến 112. Đấy, dùng 6 vé để đổi MVP Autumn Free. Còn lại 6 vé thì anh em sẽ dùng 3 vé để đổi thêm gói cầu thủ OVR từ 109 đến 112 của mùa MVP Autumn. Thừa 3 vé còn lại thì anh em đổi sang những cái khác của mục Free đấy. Nói chung là rất là nhiều anh em ạ. Sự kiện rất là ngon, không những được cầu thủ có OVR cao 111, 112 mà còn rất nhiều các nguyên liệu khác. Nên là anh em cứ cân nhắc để đổi, và ngày mai thì mình sẽ có video hướng dẫn chi tiết hơn. Đấy, cũng như là sau này thì mình sẽ làm các tools, hoặc là nếu mà được nhiều quà thì mình sẽ làm thêm một clip nữa để hướng dẫn anh em cách đổi sao cho hợp lý, tùy vào từng trường hợp và vào kết quả các trận đấu nha. Có lẽ là video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy video của mình hay, hãy cho mình xin một like và subscribe để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.